Nhảy vào đi. Phải vào đi. Mày mày đi vào để anh nói chuyện thôi. Mày đi xuống này. Anh chưa sao? Sao tao nói anh tao ra tao nói chuyện được chưa? Sao? Tao hỏi mày ăn đúng không? Ôi, anh sao? Đánh nó! Mày vào đây! Thôi nhà đi anh ạ. Tôi cho nó ra ngoài nó hít thở. Vào nhà. Đi em gì? Lấy lem vào. Đi lấy lem mà. Em đi mua lem để dẫn cả bà con. Đi cho vui. Nhà chán. Ở nhà. Anh chưa đau anh đi làm cái gì? Đi rồi. Thôi rồi, tôi cho đi. Anh yêu. Thôi đi, anh vào nhà dọn nhà cho ông Sơm. Mới khỏi lúc nào đi ra ngoài. Hôm nay em ủng hộ. Hôm nay em nay ở nhà mình là tiền thôi. Hôm nay em được bao nhiêu đơn? Em qua mày bán hàng cho ông bà nào đấy. Hôm nay em được bao nhiêu đơn đấy? Được bán được xong hôm nay đi mua lem về ăn. Đi mua lem rồi. Hôm nay tôi cũng vào xin bán. Liên hoan luôn hả? Thì chả có liên hoan được nữa, em thắng bán hộ anh Hoàng. Hàng nóng. Em hôm nay khi từ bỏ học đi từ Hà Nội về bán hộ anh Hoàng. Thế liên hoan mua lem luôn. Đây hàng đây. Đã đóng hết đâu. Tối em có lem rồi. Tối có lem để uống rượu rồi. Tối em có lem bùi đấy. Ăn cơm, uống bia rồi. Trời. Quả hàng này. Cái này em đóng rồi mỏi tay lắm này. Nhưng mà sướng. Sướng tiền ấy. Cả này. Với cả cái hàng này. Cái đạo với bộ mình 2-3 đơn là. Cảm giác nó in ra này. Cháy đấy. Nghe tít nghe hay. Nhưng mà hàng này ấy xịt cũng thơm thật. Thơm. Bán cả đấy. Ra ngoài ngồi cho thoáng đi anh ơi. Trong nhà nóng quá. Ra ngoài ngồi cho thoáng đi. Ra ngoài ăn. Ra ngoài ngồi cho thoáng ở trong nhà nóng quá. Ra ngoài ngồi cho thoáng. Ngồi đây cho thoáng thôi. Anh đã đây. Chú bọn thập toàn nó sang à? Chúng mày về đi. Về đi. Chúng mày xác định chúng mày ăn chúng mày bước vào đây này. Mày thắng vào trong nhà đây. Nhảy vào đi. Phải vào đi. Mày đi vào để anh nói chuyện thôi. Mày đi trong nhà ấy. Anh chưa sao? Sao tao nói anh tao ra tao nói chuyện được chưa? Sao mày ăn mày ăn đúng không? Ôi, anh sao không? Đánh nó! Mày vào đây! Mày đừng quay như thế nhá! Con lợn này! Này Toàn ơi! Mày đứng đầu mình ra thôi, tao nói chuyện mà! Bố mày thằng cầm đầu bố mà đứng đây. Mày đéo phải nhận đi. Rồi. Mày thích thì ra ngoài tao mày chơi. Mày bảo mấy 7 8 thằng tên con mày đi về. Tao phải chơi về chưa? Mày đéo thích anh. Còn mày thích mày vào đây. Bản lĩnh của mày ở đâu?
Thôi mày nói nhá. Nhá. Thôi. Mày gặp trai mày nhé mày. Anh nào? Mình ra đây. Mình dắt cổ đây ra. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Mày ra ngoài. Rồi. Rồi. Tao cãi đâu cái gì đâu chứ mày hiểu chưa? Ra đây. Mày dám solo tao không? Ba bảy bảy đang. Mày ra đây. Mày ra đây. Mày thích về ấy mà. Thế mấy anh em mình cứ chửi. Bây giờ mày giỏi mày vào đây ai? Mày đừng chạy đâu, bắt anh em bố. Mày ra đây. Anh ơi đừng ra chúng nó lôi ra đây. Mày xin tao gì, tao mày không còn gì cho nó thẳng, tao không còn gì, mày xin gì? Tình bố mày cạn thì nghĩ cũng hết rồi, được chưa? Mày xin gì? Mày đánh thằng em tao. Giờ thôi, tao xin mày, được chưa? Để hôm khác tao với mày nói chuyện tao. Để hôm khác tao. Không? Mày xin cái đéo khác không? Nói chung là mày là cánh tay phải của Hoàng đúng không? Nhưng mày đéo có tuổi gì để xin tao luôn. Mày làm thế, mày chúng mày thích xin tao gọi là Hoàng đâu? Chúng bản lĩnh của chúng mày ở đâu? Tao bố đéo có bản lĩnh. Lời thôi, coi như bao nhiêu hôm nay tao xin mày để đây nó. Ơi. Mày nhào. Đừng xin, ta xin. Còn chưa xin được chúng mày xin tuổi. Này. Tao không biết ai mày hiểu không? Em hiểu không? Em bố cho Hồng anh. Bố cho Hồng anh. Anh à. Em biết trước. Cầm cái gậy sắt ra. Chơi chúng luôn. Trong cái đây nào. Chơi nó luôn. Vào đây. Giỏi cho mày vào đây. Sao mẹ mày? Đâu nó dậy anh ơi, đâu nó dậy? Đâu nó dậy? Dậy đi à. Mày ơi. Mạnh ơi. Còn mẹ. Sao? Nó đâm này rồi. Rồi mày lao ra làm gì khổ ra. Khổ hai mũi tay à. Đã bảo rồi đừng lao ra ở trong nhà thôi. Đau chỗ nào? Hai thằng đau chỗ nào? Bắt đầu rồi bỏ ra anh xem mà. Hai tháng làm sao không? Đau chỗ nào không? Ngực á? Bật hết quần áo đi. Anh có làm sao rồi. Không? Anh có làm sao đâu. Anh để em vào chạy vào lấy cho cốc nước. Nước rồi. Nước vừa để đâu rồi? Anh ơi, cho uống nước. Từ từ thôi, không ấy. Cho Mạnh uống nước. Mạnh ơi. Dạ em. Cho